Hàng Mặc Tử bị bệnh hủi. Xây dựng dựa trên giai thoại về mối tình đơn phương của chàng thi sĩ Hàng Mặc Tử và người con gái xứ Huế là Hoàng Cúc. Và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để ra đời bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ năm 1938. Họ Huế hay quá. Có hay bằng người con gái Huế không? Họ Huế cũng như người con gái Huế, khi nào cũng đẹp. Chẳng vậy mà người ta vẫn nói, gặp cô gái Huế bước đi không đành đó thôi. Ấy vậy mà anh lại bỏ Huế mà đi đấy. Má ơi, anh chị ơi, Út ơi. Sao không nhắn anh hai con ra đón? Đi xe phu làm gì cho vất vả. Quê mình thay đổi nhiều quá má ha. Nhưng có một mùi vị vẫn không thay đổi. Đó là cái vị cá bống kho tiêu, đúng không má? Sao quê bao nhiêu năm mà chú vẫn nhớ vị này sao? Má bảo chú thích ăn món này từ bé, nên nay biết chú về, má tận tay xuống bếp làm cho đấy. Hồ sơ du học của chú thế nào rồi? Dạ xong xuôi hết rồi. Em đã nằm trong danh sách những người sang Pháp du học, nhưng thời gian còn khá dài nên em về đây xin việc và chờ ngày đi ạ. Ừ, vậy quá tốt rồi. Thế chú định xin làm ở đâu? Dạ em định vào sở Đạt Điền. Em có người quen giới thiệu, bên ấy đang cần tuyển người ạ. Nhà ông giám đốc sở Đạt Điền gần nhà mình đó hả? Ôi, tôi lại quen cậu cháu ông ấy đấy. Có gì để tôi hỏi giúp chú cho. Tốt quá rồi, vậy phen này em nhờ anh nha. Nè, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Có tiếng đàn tranh hòa với giọng ca Huế khiến anh đi không đành. Anh biết để ý thật đó. Đó là nhà của cụ Hoàng Tùng, giám đốc sở Đạt Điền Quy Nhơn đó. Người con gái kia là con của cụ, ca hay, đàn giỏi, tài cát lắm, đã khói anh tương tư rồi. Đây là ái nữ của bác tôi, tên Hoàng Cúc. Mời anh với hai cậu vào nhà uống nước thắm giọng ạ. Dạ con chào chú. Thưa chú, đây là cậu Trọng Trí, con trai ông Văn Toản, cũng là em trai của anh bạn con, vừa học ở Belarin Huế ra, đang trong thời gian chờ gọi sang Pháp học, nên muốn xin bác cho làm việc ở sở ạ. Ta cũng sắp về hưu rồi, nên cũng đang cần người cán đáng công việc cùng. Có con cụ Toản về phụ thì tốt quá rồi. Dạ, đa tạ chú ạ. Mà cũng hay, cậu từ đây vào Huế học, tôi thì từ Huế ra đây làm việc. Huế là nơi sơn thủy hữu tình, còn Quy Nhơn là nơi thơ ca thượng võ. Thế cậu có biết làm thơ không? Dạ, cháu mới chỉ võ vẽ thôi ạ. Bạn con, anh Mộng Châu, chủ sĩ ở hội quán, là anh ruột của Trí đó bác. Thế thì sớm muộn gì cậu cũng có duyên với thơ ca thôi. Thức khuya, non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ, buồn giúp công danh dế dạo đàn. Trở dậy nôm na dài điệu cũ, đầm cành tâm sự vẫn chưa tàn. Các cháu có biết Phong Trần là bút danh của ai không? Dạ không thưa bác, nhưng có chuyện gì vậy ạ?
À, Phong Trần là tác giả của bài thơ này, vừa được đăng trên báo, mà lại được chính cụ Phan giới thiệu, nên bác khá ấn tượng. Thế các cháu không biết tác giả này à? Dạ, đó là bút danh của cháu ạ. Tốt, tốt lắm. Nhưng mà tại sao cậu lại lấy bút danh Phong Trần? Cậu không sợ cái tên nó ám vào đời cậu sao? Hay tâm hồn nghệ sĩ của cậu đào hoa lãng mạn như gần gió nhỉ? Thích trồng hoa cúc để xem chơi, cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi. Đêm vắng gần kề sai chén nguyệt, vườn thu vắng vẻ đủ mua vui. Thì ra có người đang tương tư chị tôi. Bảo sao ý thơ da viết thế. Tôi đàn ông gì mà nhát thế, mạnh mẽ lên chứ. Có người mê tiếng đàn của chị, người đó làm nhiều thơ về chị lắm, nhưng không dám tặng cho chị, mà chỉ đọc cho chúng em nghe mà thôi. Quê mùa như tôi á, ai mà mê được chứ. Ấy thế mà chị làm người ta thao thức ngẩn ngơ cả đêm lẫn ngày đó. Con chào bác, em chào anh chị. Hoàng Cúc đi dạo hả con? Hôm nào rảnh sang nhà bác chơi nha. Tiến là hàng xóm mà ít khi thấy con đi đâu quá. Dạ vâng ạ, giờ con xin phép bác. Em xin phép anh chị ạ. Nhà ai mà cưới được cô ấy làm dâu á, hẳn là có phúc lắm. Vừa lễ phép lại ngoan hiền nữa. Vậy nên con trai má mới tối ngày thẫn thơ đó. Cháu đã bị gạch tên khỏi danh sách du học sinh sang Pháp năm nay rồi. Bác thực sự tiếc và chia buồn cùng cháu. Nhưng lý do là gì thưa bác? Bởi vì họ biết cháu có quan hệ thân thiết với cụ Phan. Mà cụ Phan có vấn đề tế nhị với Pháp như thế nào, chắc cháu cũng biết rồi đấy. Nên không còn cách nào khác. Anh Trí đi đâu mà thẫn thờ thế? Anh biết tin gì chưa? Gia đình bác tôi chuẩn bị về Huế sống đó. Thế còn Hoàng Cúc? Tôi đã đưa tập thơ của anh cho chị ấy rồi, nhưng chị ấy lưỡng lự rồi kiên quyết từ chối nhận. Nên thôi, anh cho tôi xin được trả lại nha. Tôi biết mà, tôi chỉ là hàng sĩ nên chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thôi. Con theo cha ra đây từ năm 10 tuổi tới giờ, biết bao thứ để con gắn bó. Nhưng dù sao, ta cũng phải về nơi ta sinh thôi con à. Hay cha cho phép con được ở lại đây có được không cha? Làm sao cha để con ở đây một thân một mình được? Biết con còn nhiều luyến lưu, cha sẽ cho con một tháng thu xếp mọi thứ, rồi về đó với cha. Là mấy tên thi sĩ gàn dở, yêu đương cho đã rồi làm khổ cả mọi người thế này. Chị nói vậy sao được? Chú ấy bỏ đi có thể vì bất mãn cả chuyện du học nữa. Một năm sau. Má ơi. Ôi, má giận cậu lắm á. Tại sao cậu bỏ đi mà không một lá thư thăm hỏi má vậy? Má ơi, con biết sai rồi. Con về với má rồi đây. Má đừng giận con nữa nha. Hả? Trời ơi, con à. Con bị sao thế này hả? Con chỉ bị dị ứng thôi má. Con đã uống thuốc rồi, chắc vài bữa nữa sẽ khỏi thôi. Cậu đừng có chủ quan. Đây không vết dị ứng thường đâu nha. Tôi thấy da cậu bong tróc ra hết rồi kìa. Thôi thôi thôi, mày đừng có nói bậy. Má đưa thằng Trí vào trại phong đi má ơi. Nghe người ta nói rát tai lắm. Còn nói cái gì vậy? Thì má ra ngoài kia mà nghe đi. Người ta đồn
Má có thằng con trai gàn dở, bây giờ lại thêm Cùi Phong nữa, nhục nhã lắm mà. Với lại cứ thế này bệnh tình sẽ chẳng khá hơn được đâu. Thưa bà, cán hộ dân quanh đây phản ánh cậu Trí nhà mình mắc bệnh truyền nhiễm, đề nghị gia đình hợp tác đưa cậu ấy tới trại Phong để chữa trị, và cũng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Các cậu đừng có nói dối, con trai của tôi đang khỏe mạnh, mà ai lỡ đồn ác như vậy hả? Các cậu về giùm cho đi. Mong gia đình hợp tác, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bác ơi, chị ơi, cậu vào khi nào vậy? Sao không báo cho bác biết? Anh Trí vẫn chưa quên được chị. Cớ sao người ta lại hững hờ đến như vậy? Anh Trí đang được cách ly ở trại Phong Quy Hòa. Anh ấy mặc cảm và cô đơn lắm. Bây giờ chỉ cần một an ủi nhỏ cũng ấm lòng chị à. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Bờ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Nói xấu sau lưng. Bà Tư đi chợ về đó hả? Vâng. Bà vào đây nghỉ một chút đã. Gớm, mấy ngày nay nóng quá bà nhỉ? Vâng, mới sáng bảnh mắt ra mà nắng đã chói chang rồi. Xe nhà nào đấy nhỉ? Bà không biết à, xe của nhà Hoa Đô mới mua đó. Thế cơ à? Ồ hay cái bà này, hàng xóm với nhau mà bà không biết à. Nhà Hoa Đô trước đây nghèo rất mồng tơi, thế mà mấy năm gần đây cứ như diều gặp gió, nhà đã to nhất làng, giờ lại tậu cả ô tô nữa. Ôi trời ơi, tôi thấy là khoe mẽ thì có, chứ quanh cái làng này có đi đâu mà phải đi ô tô. Bà nói phải. Đã thế cái cô vợ thì điệu đà, suốt ngày váy váy áo áo, trông chả ra làm sao. Ôi trời, người ta lắm tiền thì phải khoe chứ, không lỡ chẳng ai biết thì... Thôi chết, mãi nói chuyện quên mất, tôi phải về trong nhà cho ông lão nhà tôi đi có việc. Thôi tôi về đây. Vâng, bà về nha. Cô Hoa đó à? Dạ, chào bà. Nhà cô mới mua xe à? Xe đẹp thật đó nha. Mà sao nhà cô kín tiếng thế? Có gì đâu bà, chỉ là phương tiện đi lại thôi mà. Gớm, cả làng mình có mỗi nhà cô có cái xe đẹp thế, lại còn có gì đâu. Nhưng mà tôi bảo nè, mọi người trong xóm đang xì xào về nhà cô nhiều lắm đó. Cô à, cẩn thận với mấy cái bà ở xóm này, hay đưa chuyện khích bác nhau lắm. Nhất là cái bà Tư hàng xóm nhà cô, hay bà Ba bán nước đầu xóm đó. Họ bảo nhà cô lắm tiền nhiều của nên khoe mẽ, nào là có cái ô tô nên ra oai, lúc nào cũng thấy lượn quanh làng, rồi quần áo váy vóc là lượt suốt ngày, nhất là cái bà Ba bán nước đầu làng đó. Thế hả bà? Ô hay, họ nói vậy mà cô còn cười được à? Thật ra tôi cũng không quan tâm nhiều đến điều đó đâu. Sao lại không quan tâm? Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho nhà cô, nên nói cho cô biết để mà đề phòng. Chứ cô nói thế... Cảm ơn bà đã có ý tốt, nhưng người ta nói xấu sau lưng cũng chỉ như bắn một mũi tên mà không trúng đích thôi. Hà cớ gì bà lại nhặt mũi tên ấy lên mà đâm vào người ta lần nữa, hả bà?
Sự thức tỉnh của nhà vua. Hoàng thượng vạn tuế. Các khanh bình thân. Buổi chầu hôm nay, các khanh ai có việc gì cần bẩm báo không? Dạ, bẩm hoàng thượng. Trận mưa lớn vừa qua làm cho cả ba vùng Đông Bắc bị lũ lụt. Thần mạo muội xin hoàng thượng sớm phát dẫn cứu đói dân nghèo, ra chiếu miễn thuế để mọi người phấn khởi, sớm trồng lúa trở lại sau khi nước rút. Muôn tâu hoàng thượng, hiện nay ngân khố của triều đình đã cạn, triều đình đang gặp khó khăn, không thể miễn thuế cho dân được. Hơn nữa, sắp đến lễ mừng thọ của Thái hậu, triều đình sẽ cần rất nhiều ngân lượng. Thưa quan thượng thư Lý Sào, đại nhân nói vậy tôi e vô tâm quá. Nếu triều đình không có biện pháp, thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Ta là quan thượng thư, không phải chỉ quan tâm đến nỗi dân tình tổng trấn của nhà ông. Chuyện lũ lụt thì năm nào chẳng có. Dạ, bẩm hoàng thượng, thần thiết nghĩ lễ mừng thọ của Thái hậu năm nào cũng có thể tổ chức nhỏ một chút để trích ra ít ngân lượng cứu đói dân nghèo, cũng là một cách để Thái hậu làm việc thiện, sống lâu trăm tuổi. Láo, ngươi lại dám coi thường lễ mừng thọ của mẫu hậu ta không bằng lũ dân đen sao? Quan thượng thư Lý Sào nói có lý, ta giao chuyện này cho khanh toàn quyền xử lý, ta bãi chức tổng trấn Hưng Hà xuống làm thường dân. Muôn tâu hoàng thượng, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà xưa nay nổi tiếng là phụ mẫu của dân, xét về công lao còn chưa được xem xét ban thưởng, nay vì câu lỡ lời mà bị giáng chức, e bá quan văn võ sẽ không phục. Tể tướng, ta không hiểu tại sao khanh lại có thể nói những lời can ngăn coi thường ta như vậy được. Nể tình khanh xưa là lão sư của ta, nên bấy lâu ta vẫn ưu ái, nhưng này thì không được. Bẩm, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà bay đâu? Lôi quan tể tướng ra ngoài đánh 10 roi cho ta. Không còn việc gì nữa, bãi triều. Dạ, bẩm hoàng thượng, đây là bức tượng ngựa bằng ngọc lục bảo quý hiếm, có 102. Thần phải cất công cho người đi khắp các nơi tìm kiếm, coi như chút tấm lòng nhỏ bé của thần gửi tới Thái hậu. Tâu hoàng thượng, quan tể tướng có việc xin gặp. Hừ, lão già lắm chuyện, lại chuyện tổng trấn Hưng Hà đây mà. Dạ, thưa tể tướng, hoàng thượng dặn rằng không tiếp bất cứ đại thần nào. Vậy ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào hoàng thượng cho diện kiến. Sao ngài lại phải khổ thế? Để tôi đưa ngài về, rồi hôm khác lại xin ý kiến hoàng thượng sao? Người bẩm lại với hoàng thượng, nếu ngài quyết không phát dẫn cứu đói dân nghèo và bãi chức với tổng trấn Hưng Hà, thì ta cũng xin từ quan. Một thời gian sau. Hoàng thượng vạn tuế. Sao các người không tổ chức tang lễ trang trọng cho tể tướng mà vẫn còn để thế này? Dạ, bẩm hoàng thượng, trước khi nhắm mắt, cha thần có dặn rằng ông là người mang tội lớn, lúc chết phải để thi hài ngoài cửa, không được làm đủ lễ. Tể tướng cả nghĩ quá, ta đã miễn tội cho ông rồi, tại sao còn tự trừng phạt mình như vậy? Hoàng thượng, cái tội cha thần nói tới không phải tội với vua, mà còn tội với nước. Ông nói rằng là tể tướng của một nước mà để nhân dân lầm than, thấy người hiền tài mà không bảo vệ được, thấy kẻ nịnh thần, bạo ngược, che mắt minh quân mà không can gián nổi vua. Tất cả là lỗi của ta. Quan tể tướng quả thật là bậc đại trung. Ta thật có lỗi với khanh. Ta sẽ không để cho sự hy sinh của khanh trở nên vô ích. Các ngươi mau rước quan tể tướng vào khâm liệm và tổ chức quốc tang cho đàng hoàng đúng nghi lễ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!